Rồi, em đứng góc này nó dễ hơn nè, đứng như nó chẳng nó bị tấn cái tay chị nè. Em quay xa ha, bác nhìn con một xíu nha. Rồi ok. Chị lấy khúc này trước nha. Thấy chưa? Em là người quay xa mà thấy. Nhưng mà cũng thấy rõ đúng không đi? Quá rõ luôn. Mấy cái mụn đầu đen ở đây nè chị Khanh. Mình cũng làm kỹ thuật giống vậy hả chị Khanh? Kỹ thuật nó như ấy thôi chị bé ha. Mình cái mấy cái này nó đã mùi hết rồi, mình không cần phải mở kim đâu. Cũng một hai đòi sơn hả cha? Sát vô này nha. Thấy chưa? Cái này mình đâu cần phải mở kim đâu. Đúng không? Đúng rồi. Nè nè, vậy thôi. Nó như viên ngọc no nóc à. Đã nghe. Có rung lắm không Thi? Em đi không? Hỏi em à. Có cần cầm lại không? Đây nghe. Tới chưa? Bác có đau quá thì nói con nha. Con lấy khúc này là con ấy cái phần ngay mắt đó nha. Con lấy cái này ra xíu bác ha. Có cấn bác nói con nha. Em xử mấy cái con này trước xong rồi mình mới xử qua mấy cái con mụn u ba đậu sau chị hiểu không? Nói chung á mà cái quy luật nặng mụn từ xưa tới giờ
Nhỏ trước bự sau. Biết tại sao nhỏ trước bự sau không? Nhỏ dở hơn, cái bự nó đau. Thứ nhất là đúng, đúng rồi, chị nói đúng rồi đó. Có nghĩa là cái nhỏ nó đỡ đau hơn cái bự là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình nặng cái nhỏ để hồi mình nó khi mà nó không có bị sưng á chị, thì mình hồi mình thấy cái bự để mình lấy. Chị hiểu không? Còn chị nặng cái bự á, là nó sẽ sưng. Nó lấp cái nhỏ là mình không thấy đường mình lấy. Có rung quá nói nha hai đứa. Đã. Bên này chùm rồi. Nói rồi. Nè, hoàn toàn không chảy một miếng máu nào luôn nha. Trời. Con dọn mặt tiền xong là Tết nay ăn Tết hoành tráng luôn nha bác. Em mẹ chị khổ gì? Sao vậy? Đẹp trai quá, hay dữ. Hết hồn, tưởng mẹ chị khổ chuyện gì. Cái gì đâu. Chồng đẹp trai thì Tết nay cứ đi theo, đi đâu đi theo hết. Anh thiếu nợ phía bên quận 12 bài viết. Dạ. Em làm chỗ nào là dọn sạch chỗ đó luôn, nó không có bị sót, chị thấy không nè, nguyên cái đoạn đi là nó sạch luôn hết chưa. Nhưng mà con nặng đâu đau lắm phải không bác? Cái con bả đậu này nó muốn ra lắm rồi nè. Chừng nào kết thúc clip cái mấy đứa chuyển cái bao tay chị nha mấy đứa. Nha, quay cái bao tay một cái rồi hãy tắt, hãy tắt clip nha. Cái này hả?
Từ từ hả chị hai, con này xong đã. Kết thúc phần này đã. Ok. Quay lên đôi tay nè. Được chưa? Thấy không?